Bản tin sáng ngày 12 tháng 10. Kính chào quý vị, chúc quý vị ngày mới an lành. Sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung chính được phát trong bản tin sáng ngày hôm nay. Hà Nội, Hải Phòng hủy quy định cách ly 7 ngày đối với hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu chạy lại đường sắt tuyến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 10. Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ đường dây tiêm vaccine thu phí ở thành phố Hồ Chí Minh. Các khu vực phía Nam lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường học. Thêm nhiều ca nhiễm liên quan đến chùm lây bệnh viện Việt Đức. Bắc và Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xuất hiện mưa đá, ngập úng cục bộ. Thưa quý vị, ngày qua câu chuyện chi phí cách ly khủng đối với khách đến Hà Nội đã khiến dư luận xôn xao. Thì hôm qua, Hà Nội, Hải Phòng đã quyết định hủy quy định cách ly 7 ngày đối với hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh. Báo Người Lao Động đưa tin chiều ngày 11 tháng 10, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết, những hành khách đi chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay Cát Bi và lưu trú tại Hải Phòng sẽ không phải cách ly y tế tập trung. Tuy nhiên, thành phố vẫn yêu cầu người đến từ vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, vùng màu đỏ, vùng màu vàng, màu cam phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR ngày thứ 2 và ngày thứ 7. Còn đối với người về từ các địa phương nguy cơ hoặc bình thường mới thì theo dõi sức khỏe 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7. Ngoài Hải Phòng thì thành phố Hà Nội cũng cho cách ly tại nhà trong 7 ngày đối với người đã tiêm 2 mũi vaccine. Còn với người chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi thì phải cách ly trong 14 ngày. Cũng liên quan đến vận tải, trong tối qua Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định bắt đầu chạy lại đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 10. Tối 11 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã có hướng dẫn thí điểm chạy lại vận tải đường sắt trên hai tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Hải Phòng từ 13 tháng 10 đến 20 tháng 10. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong hai chuyến tàu được phép hoạt động với chuyến Hà Nội - Hải Phòng, các ga đón trả hành khách trên tuyến là Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Hải Phòng. Tàu Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh dừng đỗ 2-3 ga. Hành khách tham gia phải đảm bảo những điều kiện về tiêm vaccine, xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện 5K. Lái tàu và nhân viên trên tàu cũng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 không quá 6 tháng, xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Bộ Y tế yêu cầu điều tra đường dây tiêm vaccine thu phí ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo VOV, chiều ngày 10 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác minh điều tra vụ việc tiêm vaccine có thu phí, nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó cùng ngày đã có thông tin nhóm tình nguyện viên hỗ trợ của Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền nhận tiền của người dân để sắp xếp việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Ông Tuyên cho hay việc làm này không đúng yêu cầu của Bộ Y tế và đã vi phạm quy định về tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19. Hiện Sở Y tế thành phố đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Thưa quý vị, mặc dù nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh đã hoạt động lại, nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn quyết định chưa mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ. Chiều ngày 11 tháng 10, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, loại hình ăn uống tại chỗ tập trung đông người nên thành phố chưa có chủ trương mở lại. Trước đó, ngày 7 tháng 10, trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố, quận 7 đã đề xuất quy mô hoạt động của cơ sở kinh doanh ăn uống tối đa 30% công suất, nhưng không quá 20 người trong cùng một thời điểm. Diện tích kinh doanh tối thiểu phải từ 100m² trở lên, ưu tiên khu vực ngoài trời, thoáng khí, không sử dụng máy lạnh. Về tiến độ chi trả gói hỗ trợ đợt 3, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, đến nay, số lượng chi trả đợt 3 đã đến tay hơn 3,7 triệu người. Trả lời về việc phường An Phú, thành phố Thủ Đức kêu gọi người thật sự khó khăn mới nên đăng ký nhận hỗ trợ. Vậy khái niệm thật sự khó khăn được hiểu như thế nào? Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, hoàn cảnh thật sự khó khăn là hỗ trợ cho người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giãn cách xã hội kéo dài, do mất việc làm, giảm thu nhập. Những người này sẽ được công khai ở khu phố, tổ dân phố, đề nghị Ủy ban nhân dân xã phường, thành phố Thủ Đức phê duyệt. Sau hơn 3 tháng tạm dừng, nhiều khu vực ở miền Tây đã cho bán vé số trở lại. Chiều ngày 11 tháng 10, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang cho biết,
kể từ ngày 22 tháng 10 mở hoạt động xổ số kiên thiết. Trong đó, riêng Cần Thơ sẽ cho công ty triển khai bán vé số cố định trước, tiếp đó để những người đã tiêm vaccine đủ thời gian theo quy định được bán dạo. Tại Đồng Tháp thì cho mở bán xổ số từ ngày 25 tháng 10, còn tại Sóc Trăng sẽ được mở bán vào ngày 27 tháng 10. Bên cạnh đó thì nhóm người bán vé số cũng đã được lên danh sách để tiêm vaccine. Một số địa phương dự kiến mở lại công ty xổ số như là An Giang, Tiền Giang, Long An thì đã gửi kế hoạch mở cửa nhưng chưa được cấp trên đồng ý. Nhiều tỉnh thành xây dựng phương án cho học sinh đi học trở lại. Các khu vực Việt Nam đã lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường. Báo Tin Tức đưa tin, nhiều nơi như là Bình Dương, Tiền Giang, Đà Nẵng, Bình Định đã lên lộ trình đón học sinh các cấp đi học trở lại, cụ thể như sau. Tại tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh này cho hay thời gian dự kiến đón học sinh từ đầu tháng 11 năm 2021. Còn tại tỉnh Tiền Giang thì dự kiến đón học sinh trở lại trường học tập trực tiếp như sau. Lớp 9 và lớp 12 đi học từ ngày 18 tháng 10, lớp 6, lớp 10 từ ngày 25 tháng 10, lớp 1, lớp 2 và lớp 5 từ ngày 1 tháng 11. Tại Đà Nẵng thì dự kiến cho học sinh đi học lại giữa tháng 10 năm 2021. Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định cho học sinh các cấp được trở lại trường từ ngày 18 tháng 10. Riêng học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thì sẽ tạm dừng học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Vào chiều ngày 11 tháng 10 thì tỉnh Đồng Nai cũng dự kiến vào ngày 1 tháng 11 học sinh sẽ được đi học trở lại. Hơn 3.600 ca nhiễm mới, thêm 115 người tử vong trong ngày. Tối ngày 11 tháng 10, Bộ Y tế công bố thêm 3.619 ca dương tính mới. Trong đó có 3.617 ca ghi nhận trong nước tại 44 tỉnh, thành phố và 2 ca nhập cảnh. Số bệnh nhân nhiễm tại các địa phương cụ thể như sau. Đứng đầu vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh với 1.527, tiếp đến là Đồng Nai với 499, Bình Dương 446, An Giang 142, Đắk Lắk 119, Kiên Giang 91, Long An 76, Tiền Giang 67, Tây Ninh 55, Đồng Tháp 55, Cà Mau 51, Trà Vinh 48, Cần Thơ 47, Bình Thuận 45, Bến Tre 40 và rải rác tại các tỉnh thành khác. Và trong cùng ngày thì Bộ Y tế cũng xác nhận thêm 115 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca lên 20.670 ca. Và tính đến nay thì Việt Nam đã ghi nhận 838.653 ca nhiễm. Thêm nhiều ca nhiễm liên quan đến chùm lây bệnh viện Việt Đức. Theo báo Lao động, tối ngày 11 tháng 10, CDC Hà Nội xác nhận thêm 9 ca COVID-19 mới. Trong đó Hoàn Kiếm 5 ca, Thường Tín, Sóc Sơn, Đan Phượng, Thanh Trì, mỗi nơi 1 ca. Đây là các bệnh nhân đã và đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tính từ ngày 30 tháng 9 đến nay đã có 59 ca nhiễm liên quan đến bệnh viện này gồm 29 F0 sống tại Hà Nội và 30 F0 là người ngoại tỉnh. Còn tính từ đầu mùa dịch đến nay thì Hà Nội đã có 4.526 ca nhiễm và 36 trường hợp tử vong. Chuyển qua những tin tức khác. Thưa quý vị, một thông tin đang được quan tâm trong ngày qua là việc đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 kéo dài 9 ngày. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần 9 ngày. Lý giải là 9 ngày nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo luật lao động năm 2019 và 4 ngày nghỉ theo lịch hàng tuần. Cụ thể, trong dự thảo, người lao động là công chức, viên chức có thể nghỉ liền 9 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức là từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng nêu rõ, người lao động không phải là công chức hoặc viên chức sẽ được người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết âm lịch theo điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức. Phương án đưa ra là lựa chọn 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết hoặc nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày nghỉ sau Tết đầu năm âm lịch. Bộ này cũng lưu ý, người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch tới người lao động trước 30 ngày. Tuy nhiên, thì nhiều người dùng mạng xã hội cũng có những ý kiến cho rằng năm nay đã phải nghỉ làm nhiều do giãn cách xã hội, vậy nên cũng không mong muốn lịch nghỉ Tết kéo dài như vậy. Tin tức cuối trong bản tin ngày hôm nay là những thông tin về thời tiết. Bắc và Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ xuất hiện mưa đá, ngập úng cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 13 đến 15 tháng 10,
khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, từ ngày 11 đến 12 tháng 10, các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng sẽ có một đợt lũ với biên độ lũ trên ở khu vực thượng lưu các sông từ 1 đến 4 mét. Dự báo trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm một ngày, có nơi trên 70 mm một ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh là Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Cũng do ảnh hưởng của bão số 7 và gió mùa đông bắc, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiều nơi có mưa to đến rất to. Tại huyện vùng cao Trạm Tấu đã có 2 người mất tích do bị lũ cuốn trôi. Vào ngày 11 tháng 10, do ảnh hưởng của mưa lớn, đoạn đường đại lộ Thăng Long thuộc xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội ngập sâu đến 60-70cm, khiến nhiều phương tiện chết máy, di chuyển khó khăn, có lúc kẹt cứng. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành và tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!